Thưa quý vị và các bạn thân mến, một trong những sự kiện đang khuấy động dư luận trong vài ngày vừa qua là việc ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, được điều động làm Tổ trưởng Tổ tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam về kinh tế. Theo dõi phản ứng nhiều giới trên mạng xã hội và các diễn đàn điện tử ắt sẽ thấy hoang mang. Tại sao một nhân vật bị công chúng khinh rẻ oán giận đến như vậy mà vẫn đắc cử, vẫn trở thành đại biểu cho nguyện vọng, ý chí của họ tại Quốc hội suốt 12 năm, từ năm 2007 đến nay. Nếu đặt chuyện ông Kiên là đại biểu Quốc hội suốt 3 nhiệm kỳ 12, 13 và 14, bên cạnh phản ứng của công chúng về việc ông trở thành thầy hướng dẫn, người đứng đầu chính phủ về chính sách kinh tế, rõ ràng kết quả lựa chọn và hoạt động của các đại biểu Quốc hội luôn luôn ngược chiều với nhận thức và tình cảm của nhân dân. Lâu nay rất nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ học vị tiến sĩ về kinh tế vĩ mô quy hoạch vùng của ông Kiên. Bên cạnh thông tin từ một số người khẳng định họ biết rất rõ ông Kiên ở đâu, làm gì trong 6 năm cư ngụ tại Đức năm 1991 đến 1997, một số người khác nêu ra hàng loạt nghi vấn về con đường học vấn của ông Kiên. Ông Kiên tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa ở Đại học Giao thông Vận tải. Khi sang Đức, ông chỉ mất 2 năm để lấy thạc sĩ về quy hoạch giao thông và 4 năm sau vừa hoàn tất luận văn tiến sĩ về kinh tế vĩ mô quy hoạch vùng, vừa tìm được việc làm với mức lương hàng trăm cây vàng một năm. Làm sao ông Kiên theo học đại học một ngành khi theo cao học lại chuyển sang một ngành khác, lúc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tiếp tục chuyển đổi chuyên ngành thêm một lần nữa, nghĩa là phải học bổ sung rất nhiều môn để bảo đảm không có sự hụt hẫng trong kiến thức chuyên ngành mà chỉ mất chưa tới 6 năm. Ông Kiên học tiếng Đức lúc nào mà có thể vượt qua những trở ngại về ngôn ngữ khi du học ở Đức để hoàn tất tất cả các chương trình cao học lẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ chỉ trong vòng chưa đầy 6 năm. Dẫu du học sinh có đến Đức học cao học và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ bằng tiếng Anh, nhưng khả năng Anh ngữ của ông Kiên có đủ để đạt thành quả đó. Ông Kiên học cao học, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở đại học nào ở Đức? Những cơ quan doanh nghiệp nào của Đức đã trả ông với mức lương hàng trăm cây vàng một năm như ông đã từng khoe? Vì sao ông không tiết lộ để đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, không chỉ bôi nhọ ông mà còn bôi nhọ đảng vì ông đã và vì cái đảng đó đã dùng ông? Tháng 9 vừa qua, khi tham dự đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ 9 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu chủ động đóng góp ý kiến cho việc hoạch định chính sách, đưa ra những phản biện sắc sảo, chân tình giúp cho cơ quan hữu trách tự điều chỉnh, tự hoàn thiện. Sau đó một tháng vào hạ tuần tháng 10, khi thảo luận về dự luật sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức, các đại biểu Quốc hội đã từng tranh luận tưng bừng về việc có nên đặt định những điều khoản cụ thể về chiêu hiền đãi sĩ, tuyển dụng, sử dụng nhân tài. Chỉ thị của Ban Bí thư và quyết định của ông Phúc bổ nhiệm ông Kiên làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Việt Nam, sổ tuệt cái mà ông Phúc gọi là phản biện sắc sảo và điều mà Quốc hội Việt Nam từng tỏ vẻ bận tâm, bàn thảo tới lui để có thể quy tụ nhân tài, chấn hưng quốc gia. Công chúng đã thi nhau nhắc lại những ý kiến, nhận định của ông Kiên trong 12 năm ông đại diện cho ý chí, nguyện vọng của họ. Chẳng hạn tháng 5 năm 2015, khi họ bất bình vì nợ nần tăng vọt, ông Kiên bảo rằng chính phủ phát giác an ninh tài chính quốc gia không an toàn từ trước đó 2 năm, nhưng không có gì phải sốc, phải hoảng cả. Một tháng sau, tháng 6 năm 2015, lúc họ sôi lên vì giận trước thực trạng thu không đủ chi, phải vay cả trong lẫn ngoài, nhưng mỗi năm công khố vẫn chi ra 13.000 tỷ đồng cho công xa. Ông Kiên lập tức chỉ trích những người tỏ ra nóng ruột rằng ngoài công xa, các quốc gia khác còn sắm phi cơ riêng cho lãnh đạo. Thêm 4 tháng nữa, tháng 10 năm 2015, thường dân, doanh giới, các chuyên gia trong lĩnh vực phản đối cách điều hành thị trường xăng dầu khiến giá xăng dầu tăng liên tục, thì ông Kiên bảo rằng thực trạng tồi tệ đó là một trong những thành công của việc
điều hành giá cả càng ngày càng tiệm cận quy luật của kinh tế thị trường. Tương tự, tháng 9 năm 2017, trước phản ứng dữ dội của công chúng về tác hại đến kinh tế, xã hội của các công trình được đầu tư theo hình thức BOT, ông Kiên cho rằng người nghèo đi xe gắn máy được miễn phí khi qua lại nên không bị ảnh hưởng. Rồi ông ủng hộ đổi trạm thu phí thành trạm thu giá vì phải sống và làm việc theo pháp luật. Tháng 10 năm 2018, khi dư luận rúng động vì ông Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 Mỹ Kim thành tiền đồng, ông Kiên là viên chức duy nhất cho rằng hành vi của ông Rê là mua bán ngoại tệ trái pháp luật và việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định phạt ông Rê mức như thế là đúng. Cứ thế, nhiều năm nay ông Kiên dẫn công chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về cả tâm lẫn tầm của ông. Đã có rất nhiều người thắc mắc vì sao một tiến sĩ, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội của một quốc gia mà có thể biện minh cho dự luật đặc khu bằng những so sánh ngô nghê như tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu khi Úc, Pháp, Mỹ đều có Chinatown, California có Little Saigon, toàn người Việt nói tiếng Việt nhưng họ không lo về an ninh quốc phòng. Cứ ngẫm cho thật kỹ việc điều động ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội sang làm tổ trưởng tổ tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam về kinh tế. Không phải là chuyện liên quan tới riêng ông Kiên. Quyết định bổ nhiệm ông Kiên là ví dụ minh họa giúp nhận ra Thủ tướng Việt Nam và các đồng chí đồng đảng của ông chân thành trung thực đến mức nào khi yêu cầu phản biện sâu sắc, cam kết chiêu hiền đại sĩ ít nhất là đến giờ này. Đảng vẫn chỉ cần nhân tài, chưa cần đến nhân tài. Không phải lãnh đạo quan chức nào nhậm chức cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Không phải ai ít bị phản đối cũng xứng đáng với vị trí họ đảm nhiệm. Có điều là người ta đã chán quá, đã mệt quá nên đã không muốn nói mà thôi. Thế nhưng, vụ phó vụ chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên được ông Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm vào vị trí tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng là vụ khá đặc biệt. Nó làm dậy sóng dư luận suốt mấy hôm nay, người thì phản đối, người thì giễu cợt, nhạo báng. Người ta lo ngại rằng ông Kiên mà tư vấn kinh tế cho Thủ tướng thì nền kinh tế đất nước này đã nát còn nát bươm. Trước hết, người ta nghi ngờ về con đường học vấn của anh. Theo Wikipedia, thì năm 1991, Nguyễn Đức Kiên sang Đức học cao học chuyên ngành quy hoạch giao thông. Thế nhưng, không hiểu sao sau đó anh lại làm nghiên cứu sinh tiến sĩ về kinh tế vĩ mô quy hoạch vùng. Người ta cũng chỉ nghe nói vậy chứ không biết anh ta học cao học làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường đại học nào của Đức. Rồi tại sao học cao học một ngành làm nghiên cứu sinh tiến sĩ là một ngành khác? Nhưng thôi, chuyện giờ rõ ràng, ai nghi ngờ thì cứ việc nghi ngờ, bằng giả hoặc không có bằng mà làm lãnh đạo, làm quan to xưa nay thiếu gì ở cái xứ xã hội chủ nghĩa này. Cái cần quan tâm hơn là trình độ thực và cái tâm của anh thế nào, điều này có thể hiện qua việc làm và lời nói. Có lẽ Nguyễn Đức Kiên là quan chức có nhiều phát ngôn để đời nhất. Cư dân mạng lôi ra một loạt phát ngôn của anh, tôi chỉ điểm qua một số phát ngôn có nguồn từ báo chí của nhà nước. Thứ nhất, đừng nói xe công, các nước còn có cả máy bay riêng cho lãnh đạo. Thứ hai, nợ công của chính phủ có dấu đuôi khoảng 120 tỷ, có gì mà phải hốt hoảng. Thứ ba, nhà nước đang nợ chủ đầu tư 4.000 tỷ nên phải cho BOT quốc lộ 5 thu. Thứ sáu, BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không ảnh hưởng gì hết. Thứ bảy, dùng từ người dân nghe kinh lắm, nghe có vẻ như là nhân dân cả xã, cả huyện đứng lên phản đối trạm BOT. Thứ tám, nếu đem so sánh giá xăng của các nước Bắc Âu thì ở họ thậm chí còn đắt hơn ở Việt Nam rất nhiều. Thứ chín, giá xăng ngày càng tiệm cận với giá thế giới, đây là thành công về mặt điều hành giá mặt hàng này. Thứ 10, dự án đắp chiếu không thể nói là dừng ngay được. Thứ 11, BOT có sai sót nhưng không tù mù. Thứ 12, BOT tù mù rủi ro là thứ trưởng
Đông đã trích dẫn nhận xét của Ngân hàng Thế giới IMF về BOT trên toàn thế giới chứ không phải chỉ riêng của Việt Nam. Thứ 12, chúng ta sống và làm việc theo pháp luật. Luật đã quy định nó là thu giá thì ta gọi nó là thu giá. Thứ 13, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Với các tiêu chí mời thầu như hiện nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được. Những câu nói này anh phát ngôn ra từ năm 2015 đến nay. Không biết trước đó anh có nói những câu nào hay hơn nữa không? Có thể hồi đó anh chưa nổi tiếng mấy nên người ta không ghi lại mà thôi. Trong khi đó, vui nhất là màn thu giá vì chuyện này có video cẩn thận. Anh đăng đàn hùng hồn, tay chém đầu lắc lắc biểu đạt thêm cho lời nói để thuyết phục người nghe. Nhưng không hiểu sao sau đó người ta không chấp nhận thu giá mà lại trở về với tên cũ là thu phí. Còn câu nói nổi tiếng của anh là BOT không ảnh hưởng đến người nghèo. Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không ảnh hưởng gì. Câu này thể hiện trình độ kinh tế của anh. Cứ theo như thế thì anh là tiến sĩ kinh tế. Tiến sĩ kinh tế mà hiểu như vậy, người ta nghi ngờ cái sự học của anh ở bên Đức rồi đó. Còn về tâm đức của Nguyễn Đức Kiên, qua những phát ngôn trên anh thấy rõ là một điều là anh đứng hẳn về quyền lợi của doanh nghiệp lắm tiền nhiều của. Anh binh vực nhiều nhất cho BOT, dành nhiều tâm huyết để bảo vệ cho BOT. Mà BOT làm ăn láo lếu ra sao, báo chí cũng đã vạch ra nhiều. Trong cuộc đấu tranh chống BOT bẩn đã có 8 lái xe lâm vào vòng lao lý chỉ vì đòi hỏi sự minh bạch. Đồng thời Nguyễn Đức Kiên đứng về quyền lợi của giới quan chức có quyền và tất nhiên cũng lắm tiền chứ không đứng về phía giới bình dân. Vậy mà anh được bầu làm đại biểu Quốc hội tới 3 khóa liền. Với đà này anh còn có triệu chứng làm đại biểu Quốc hội nhân dân nhiều khóa nữa. Sợ chưa? Mặt khác, anh còn tôn sùng Trung Cộng, bảo vệ quyền lợi của Trung Cộng. Anh cho rằng chỉ mới làm nổi đường cao tốc cho Việt Nam. Trong khi các công trình do Trung Cộng xây dựng bê bối như thế nào thì ai cũng đã rõ. Khép bút cơ Bùi Quang Minh tỉ mẩn thống kê chưa đủ chất lượng một số công trình do Trung Cộng đảm nhận, mời bạn đọc tham khảo. Vì thế người ta cho rằng anh chẳng có tài cán gì, chưa được cái ăn theo nói leo. Nguyễn Đức Kiên được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực ngay. Vậy tổ này gồm những ai? Theo báo mới.com thì tổ này ngoài Kiên ra còn 14 vị dưới quyền anh. Tìm hiểu kỹ thì ra toàn những tên tuổi lừng danh, giáo sư, tiến sĩ, vụ viện các kiểu. Giảng viên đại học ở Mỹ, Nhật, Singapore, trong đó có cả ông Bùi Quang Vinh từng làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nay cũng dưới quyền của Kiên Tuất. Chẳng hiểu sao Nguyễn Đức Kiên lại được ông Phúc giao cho một trọng trách vượt quá cái tâm và cái tầm. Một bài báo viết trên VOA tiếng Việt đặt câu hỏi Nguyễn Đức Kiên nhân tài hay nhân tai? Câu trả lời của tôi là nhân tai, còn về hiện thực có lẽ không phải đợi lâu mới có câu trả lời. Lúc đó Nguyễn Xuân Phúc chỉ biết rút kinh nghiệm chứ biết kỷ luật ai. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.